Hey. Hello, chào anh. Good Chào good anh. morning. Good morning. Good morning. Ủa sao? Hình ảnh tôi sao? Rảnh đẹp thôi, được À, rồi. rảnh đẹp. Sao nó kỳ ta? Kỳ là Có sao? nghĩa là sao? Tôi nói là lặp lại. À, nó có cái cô hả? Không phải tôi đâu. Để tôi coi coi. Thôi được rồi, nghe được chưa? Lặp lại hết, lặp lại chưa? Mình nghe tốt, ngoài này nghe tốt không? Ok, rồi. Anh chào mọi người ở dưới đi, rồi xong cái mình vô đài. Ok, chào tất cả mọi người, chào quý vị, chào các bạn, chào buổi sáng Việt Nam. Chào Ông chào nhớ buổi buổi tối, tối, chào buổi tối, lộn rồi, chào buổi chào buổi tối, chứ tối. quên, giờ đó là trên 10 giờ thiếu 15 rồi. Rồi, ok. Bên này thời tiết Bên bên tôi vẫn còn tuyết, nhưng mà nó gần dạ. hết mùa đông rồi. Mà nó Dạ. ngày hôm qua thì cũng lúc mà đi ra khỏi nhà hàng thì mình thấy mấy cái ủ tuyết mà nó ủi cho mấy cái mặt kinh ở Ok. rồi, mình nó chắc như núi. Mùa đông không có nói Đồng được. ý, mùa đông mà hình như là ở Ukraine hình như cũng mùa đông dữ dằn luôn, tôi thấy tuyết quá trời luôn không. Đang 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 Đã chuyển lạnh tuyết. trời, thế đi đâu mọi người? Có thể là nó không có lạnh bằng chỗ của anh, nhưng mà trong tuyết Đúng lạnh rồi, thế, thấy nó có tất tuyết, cả mọi người đều mặc lạnh đúng cả. rồi, thấy nó có Đúng tuyết. rồi. Té ra ở bên đó nó cũng giáp giới Liên Xô mà, lấy áp giới với Đúng Nga mà. rồi. Đúng Hèn gì đó lạnh. rồi. Đúng rồi, ok. Đánh nhau, tôi nghĩ là cái mùa này chắc là họ có lý do, cái mùa này họ mở cuộc tấn công cái vấn đề thời tiết ấy. Tại vì chắc có lẽ là bây giờ là tại vì tuyết nó còn đóng, thành thử ra cái đường xá rồi nó không còn bị trơn trượt, chứ mai hồi mà nó nóng nóng chút Mưa á, tan cái chảy tuyết à. nó mới tan chảy lắm thì bùn, thành Nó thử tấn dơ lắm, công. nó dơ lắm. Mình nói chuyện gì? Ngày hôm qua thì anh nói là vấn đề coi như là không biết lực lượng ở đâu mà 30.000 quân mà của Mỹ nó tuyển mộ. Tất nhiên là phải nói như vậy, có nghĩa là trước đó thì cái anh cha tổng thống của Ukraine á cũng đã nói một cái câu như vậy, là tất cả yêu cầu tất cả những người nào mà yêu chuộng Ukraine thì đăng ký để qua bên qua bên ổng đấy. Nhưng mà đa số những người đó thì ngược lại thì ổng nói một câu là tự xin visa rồi tự làm tất cả, ổng không có tài trợ bất cứ một cái gì cả đó. Nhưng mà ngày hôm qua nghe anh nói đùng một cái thì thằng Mỹ nó có một cái lực lượng là 30.000 quân tình nguyện qua bên Ukraine. Thì mình mới thắc mắc, mình mới hỏi là lý do đùng một cái là đâu mà có 30.000 quân lẻ dữ vậy trời, tức như họ sẵn sàng một cách gì vậy. Thì hôm nay mình nói cái chủ đề đó thì anh xin mời anh tiếp tục. Rồi, ok anh. Vâng, thì bởi vậy tự nhiên là nói hồi cái lỡ ẩn xảy ra cái chuyện ở Việt Nam, có cái ông nào ở vùng Vũng Tàu ghi tên đi vấn lộn, rồi xảy ra cái vụ ông Nigeria, rồi dần loại ra ông Đại Hàn. Nhưng mà rồi ngày hôm qua nói ngày hôm qua đó là rõ ràng, tức là họ mình nghe trên radio của Mỹ là lúc là họ nói là khoảng tổng cộng có thể là 30.000 quân tình nguyện. Thì quân tình nguyện là một cái quân đó mà mình nói là cái dùng cái danh từ tình nguyện cho Đây kêu nó lính đánh thuê đi. nhưng mà đại khái là lính đánh thuê. Tại vì cái vụ lính đánh thuê này đây là hồi hồi đó mình chỉ nghe thoáng thoáng thôi chứ mình cũng có biết. Nhưng mãi đến sau khi mà Iraq, cái chiến tranh Iraq đó, thì lúc đó là mình mới không phải là mình biết không, mình còn hiểu nữa, vì mình nhìn thấy rõ ràng, mình nhìn thấy doanh trại của. Tại vì hồi đó là khi mà chính phủ Hoa Kỳ đó họ không có cho tăng quân nữa đây, thì là đã đánh lâu quá rồi không ăn thua, thì cái là họ muốn tăng quân, bây giờ không không có đủ quân, thành thử ra xảy ra cái vụ mình kêu là contract rồi, tức là Lên hợp những đồng, người lính hợp đồng đại khái vậy. Tức là ở đây dưới tất Senego là nhiên có là cái công ty tên nó tiêu diệt tất cả mọi thành phần, kể cả người quốc tịch luôn, có nghĩa là tất cả mọi người đều ấy, miễn lãnh tiền mà, coi như là bỏ mình vô là lấy tiền thôi đó, đại khái là vậy đi. à, thì hồi đó ở dưới San Diego này họ có một cái công ty đó của Mỹ, nhưng mà họ về San Diego chỗ tôi, họ mở ra một cái trại huấn luyện, cái công ty đó tên là Blackwater, nước đen đó. Thì họ tuyển mộ và huấn luyện những người. Thì tại sao mình biết là tại vì TV nó đến, nó làm phóng sự thì nó cho mình mới biết. Đồng bào, cái những người dân ở trong cái trại, gần cái trại đó, họ đã có nhảy dù, rồi có bắn súng, rồi có xe tăng làm mìn đó, thành thử ra rồi họ không có quay nhiều, họ không có nói nhiều, mà đại khái là mình biết là cái trại đó.
Nó làm ở đó, nhưng mà sau này rồi mình đi làm, hồi lúc đó mình vẫn còn đi làm, thì mình biết là có những người ở đây đó là người ta đã nói là ngay lúc đó đó là ngay cái lúc đó là cái tiền lương một năm của một người lính tình nguyện, lính hợp đồng đó là 150.000 người, 150.000 đồng một năm mà, như vậy là rất là Rất lớn. lớn. Thì ai ai đi vào trong đó thì thường thường là những người lính mà giải ngũ ra, những người Còn mới lính là đi còn 2 còn năm. một số thành phần hôm trước biết là một số thành phần là người Mỹ mà ở trong nước Ừ. Mỹ nhưng mà không được nhập quốc Đó. tịch, thì họ hứa hẹn là sau khi đi thì họ cho nhập quốc tịch. Thì nó có một cái số gọi là khi đã giải ngũ rồi không được vô nhập quốc tịch thì họ thưa kiện tùm lum tà la, có vụ nó xảy ra nữa. Đúng rồi, nó buồn cười chỗ đó. Có nghĩa là ở đây nó tuyển mộ tất cả những thành phần, kể cả những thành phần bất hảo luôn, thì để mà bảo vệ người dân, mà thường thường người dân chân chính của người nước 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 Mỹ này thì hình như là ít ai mà vào quân đội, nó hẳn là vậy, không phải là không có nhưng mà cũng ít. Thì họ dùng những cái lối là kêu tuyển mộ. Mình nhớ cái vụ đó, mình nhớ hồi xưa không bị đặt quần hòa Mỹ anh, ngay chỗ chợ Bà Chiểu, ngay chỗ Lăng Ông Bà Chiểu, anh nhớ không? Biết. Đó, nó để cả chục cái bàn tuyển mộ, nào là thủy quân, lục chiến, biệt động quân, nhảy dù, hầm bà làm sắn cấu, hay là mười mấy cái bàn tuyển mộ. Thì ngày xưa thì các anh vàng nhà ta, các anh trú quân dịch á, thì đi ra ngoài đó để mà đi đăng ký xong qua lãnh tiền đầu quân, khoảng học quân trường xong qua lãnh tiền đầu quân xong cái là bắt đầu đào ngũ tiếp tục là đi qua lính khác đó, như vậy đó. Đúng Thì rồi. nó cũng đà ná giống vậy đó, có nghĩa là tuyển mộ mọi thành phần, kể cả thành phần bất hảo, rồi cái thành phần là vô gia cư, kể cả những thành phần coi như là trong xã hội mà Mỹ mình đã loại bỏ ra, nó cũng nhận, nó chấp nhận hết, bởi vì đi chiến đấu mà, chứ nó đâu có dính líu gì xã hội. Thành ra anh nói tiếp đi, rồi ok em hiểu rồi. Cái mà mình khi mà mình thấy như vậy tức là tự nhiên nó loại ra 30.000 lính thuê, như vậy là nó dàn dựng sẵn rồi, đồng bào chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chứ đào đó là một lúc mà 30.000 đấy, Đúng rồi. mà cái lính đánh thuê đây thì căn bản là đánh thuê thì phải đánh thuê cho ai, tại vì đánh thuê là đánh phải có trả tiền mà, chứ đâu phải mà ông đi mấy khơi khơi được. Tất cả mọi người, đặc biệt là những mấy ông da trắng, mấy ông Việt Nam còn nổi điên lên, còn hay là những người nằm bụi đời ấy, thì tình nguyện thì còn làm việc này việc kia, hay là những cái người dân của Ukraine họ có cái lý do này lý do kia cá nhân, thì họ họ đi làm lính tình nguyện. Chứ còn mấy những người lính ăn lê, những người lính da nó đại, những người da nó đại, những người ăn lê, những người Mỹ mà lính nó giải ngũ mà họ không, ngoài không có việc làm mà họ làm thì phải có tiền cho họ thì họ mới làm chứ. Mà rồi vấn đề đặt ra là ai trả cái tiền thôi. Tôi biết thằng Ukraine nó không không có tiền nữa rồi, nó bankruptcy rồi, nó phá sản rồi, làm gì còn tiền nữa mà nó trả. Thì Thế thì hôm trước là tổng thống là Ukraine đã nói rồi, tức là tất cả những cái mọi những người mà nào mà tình nguyện qua là phải tự động các cái, nó không có chi phí bất cứ một cái gì cả. Thì ở đây mình muốn nói, mình đánh một cái dấu hỏi có nghĩa là ở đâu ra đùng một cái có 30.000 quân, có phải chăng ở đây nó có một sự chuẩn bị trước, tức là mà lý do tại sao chuẩn bị trước. Tất nhiên là cái đáp án này mình phải nói là họ đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, có nghĩa là mới có 30.000 quân, đùng một cái đâu có 30.000 quân đùng một cái hiện diện liền vậy, có nghĩa là ở đây có cái sự chuẩn bị trước. Mà chuẩn bị đúng trước để làm gì rồi, ghê lắm đấy, ạ. thì có phải là trên cái bàn cờ coi như là mà chiến tranh Ukraine thì thằng Mỹ nó đã nhúng tay vào và là bà đã nhúng tay vào từ lâu chứ không phải mới đây, bởi vì Mới nó đây không phải mới đây, cho nên vì chỗ đó ra nó mới lòi ra 30.000 quân tình nguyện mà ngay lập tức có liền. Là lý do tại làm sao có liền, bây giờ tôi nói thẳng cho anh nghe nha, anh làm ban tuyển mộ tôi biết mà, anh phải tuyển mộ mỗi ngày mấy thằng, một ngày mấy thằng, một ngày mấy thằng, biết bao lâu mới được 30.000 quân, chưa chắc đúng rồi, cả nó cả còn ở huấn cả năm trời chưa luyện chắc được 30.000 quân, mà đùng một cái đâu có 30.000 quân. Thì lý do tại sao mà có nữa. Ghê vậy. 30.000 quân liền lập tức ngay đây, thì có phải chăng ở đây là có sự chuẩn bị trước, mà chuẩn bị trước để làm gì? Tất nhiên là ở đây mình phải hiểu là cái điều là đã từ lâu lắm rồi, mình nói hẳn là đã từ lâu lắm rồi, thì ông Mỹ nhà ta đã có một cái ý đồ, và cái chuyện này nó đã dai dẳng hầu như là bắt đầu từ ngày 1999 là đúng không. Thì nó đã có một cái âm mưu, để thôi mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ còn thực chất là ở đây là có một bàn tay của ông ấy đã vào, nó hẳn là vậy, đã chuẩn bị từ lâu, và cái kịch bản này họ đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nó hẳn là vậy đúng không. Mình vâng
mình coi cái chuyện xảy ra bên Ukraine đấy, cái gì mình nghĩ là Việt Nam ngày xưa công nhận đi, Việt Nam hay thật đó. Nhận cái gì thì nhận, chứ người không có nhận. Bất ai Đúng rồi, muốn đấy là nhận. muốn 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 tiếp tế cái gì, lúc đó mình cần một quốc gia thống nhất mà. Ai mình bị xâm lăng, vừa vừa giành cuộc chiến tranh giành độc lập ra khỏi nô lệ, vừa rồi sau đó lại tiếp tục thêm một cuộc chiến tranh để thống nhất nữa, rồi sau đó là một cuộc chiến tranh tự vệ nữa, rồi sau đó kế tới một cuộc chiến tranh tự vệ phương phương Bắc chống chống phương Bắc chống người Trung Quốc, rồi trước đó thì cuộc biên giới Campuchia thì mình vũ khí mình không có sản xuất được, nhưng mà ai gửi cái gì thì nhận, nhưng mà thực sự là người là không có nhận này, đặc biệt là cái, trong cái cái trận đó chiến của cái đó mình tôi đấy, nói trên gà, cái đó là ghê cái thật. đó là trí tuệ đó. Anh thấy à, bây giờ mình ngồi mình nghĩ, ngẫm nghĩ mình mới thấy trí tuệ, là bởi vì à, nó không làm mà phai phai nhạt, tức là không làm loãng cái vấn đề tư tưởng, có Đúng nghĩa rồi, là à, có nghĩa là công nhận. à, mình nói một cách khác là mình tự lực tự cường, mà cái đó là không có một bàn tay ngoại bang nào mà vào giúp đỡ, không có quân lính tình nguyện nào mà đi chiến đấu giống như phía bên phía Nam. Nói như vậy để mình hiểu rằng có nghĩa là đó là một vấn đề trí tuệ đó. À, cái sự chính nghĩa nó nằm ở chỗ đó đó, cái sự chính nghĩa nó nằm ở chỗ đó đó. Đúng rồi. Ừ. Rồi, anh nói đi. Tại vì vậy thành thử ra là cái tôi không hiểu tại sao mà cái thằng trai Ukraine nó lại dại đến mức độ mà nó kêu tất cả mọi người vô mỗi đứa một phần 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 nó rốt thật. Tôi không thể tưởng tượng được, thằng người cũng có người rất là vô lương tâm. Tại vì trong các loại lính đó, mà nó đi mà nó tập hợp ở trong đó đó, mà đi đánh nhau lần trận 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 chiến này đó, thì cái thằng lính đang thuê là cái thằng lính dã man nhất, tại vì Bởi nó nó không là biết lính ai nhất là ở bên ai, chiến nó trường. không biết ai là ai, không, nó nó đầu nó tiên là vậy nè, có nghĩa là nó không nhận biết được cái người nào là ấy, kể cả đàn bà con nít, bởi vì mình nói như một cách là họ không phải là người nội địa, cho nên họ không hiểu được ai là ai, cho nên vì đó họ bừa bắn bừa, có nghĩa là nó có một câu châm ngôn nghĩa là thà giết làm hơn bỏ sót, là có chỗ đó có nghĩa là tao không bắn mày, mày bắn tao, nhưng mà nó đâu có biết ai là ai đâu, cho nên vì chỗ đó nó tàn sát. À, nó có chỗ đó Rất là vô trách rất là nhiệm vô anh, trách nhiệm. Rõ ràng rất là vô điểm trách thứ nhiệm. nhất, điểm thứ nhì là cái đó nó muốn nói là một điều là khi anh mời ngoại bang vào đất nước của anh, chứng tỏ là anh đã là để cho họ xâu xé đất nước anh ra. Và có những cái thông tin mới đây, mới buổi dậy sáng nay thì tôi thấy nó có nhiều cái thông tin mà mình nói một cách khác là có nghĩa là cái chiến tranh của Ukraine này nó cũng gần gần giống như sắp sửa kết thúc rồi. Ở đây nó có những cái mà nguồn, những nguồn tin mình là người dân mình chỉ coi nghe ngóng rồi mình phân tích rồi mình ngồi mình có thể là mình lạm bàn rồi thôi thế thôi, chứ ngoài ra mình cũng chẳng là, nhưng mà Đúng nó có những cái đúng chiều hướng mà mình cảm thấy nó nói bữa nay sáng ra đây thì có đọc cái nguồn tin là một lữ đoàn của quân dân của quân Ukraine á, thì đã buông súng đầu hàng và đầu hàng của quân đội Nga, nó nói vậy đó. Thì một lữ đoàn là lớn lắm đó anh, là rất là lớn đó. Cho nên việc anh nói đi. cái như vậy là mình nhìn từ lúc mà mình nhìn dân họ bỏ đi rồi thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà cái lữ đoàn này nó bỏ đi, nó về đầu hàng quân Nga thì tôi nghĩ cũng không ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ là tại vì thế này, rõ ràng tức là khi mà người ta thả tù nhân ra rồi, người ta bên Ukraine họ thả tù nhân rồi họ phát súng cho những người đó, thì như vậy và kêu và phát súng cho Tội những người phạm. tội phạm, dù những người tội phạm thì yêu nước, thì tôi không hiểu là họ nghĩ cái người lính là nó cái nhiệm vụ của nó là cái gì nhỉ? Thằng người lính đâu phải là cái người mà chỉ có sức mạnh rồi cầm cái súng để biểu ra, người lính tôi hiểu đâu phải họ phải có một cái sự tỉnh táo gì, họ phải biết là tại sao họ đi đánh nhau chứ, tại sao lại cư xử một cái kỳ cục như vậy, rồi kêu tất cả mọi người vô đây dây máu ăn phần. Cái chuyện này tôi thấy là rõ ràng là như là mình nhìn cái kiểu đánh nhau của các thằng cha tổng thống Ukraine thì mình mới thấy là công nhận đó, là nhiều khi tôi nghĩ là mình phải ở ngoài này, mình phải ở trên xứ này thì mình mới hiểu, mình mới có cái nhận xét là trong mười mấy ngày á vừa qua đó, khi mà chiến tranh ở Ukraine nó xảy ra đây, thì mình mới thấy một cái điều là mình thấy là kỳ cục, đó là quả thật là cái người da trắng họ hiếu chiến thật chứ không phải không. Anh em nó đánh nhau, mình đây là tôi bao giờ đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là cái người Ukraine với lại cái người liên
người Nga là anh em với nhau. Anh em với nhau, nó không bất đồng với nhau, không đánh nhau. Mà mình đã không can thì thôi, mình lại còn cứ nhảy nhổm lên, mỗi đứa lại đổ đốc bên này một câu, đúc suối bên kia một câu, đổ thêm miếng dầu vô đây, đổ thêm miếng lửa, đốt thêm miếng lửa bên kia. Tôi không hiểu cái sự đó là cái sự hiếu chiến mà. Đúng rồi. Mà tôi không nghĩ là cái điều nó cần thiết này. Mình thấy nó kỳ cục quá. Có nghĩa là họ hiếu chiến đến mức độ là thay vì người ta hòa giải hoặc ta làm cho nó êm đẹp hoặc cho nó hòa bình trở lại thì ngược lại họ lại chế dầu vào lửa để cho nó bùng thổi lên. Và cái này là hình như là cái ý đồ của họ nè, cái ý đồ của họ. Và cái ông tổng thống Ukraine này chỉ là một con nước cờ, một con chốt thí thôi. Nó thực chất là như vậy, tôi nghĩ là như vậy, là bởi vì mà cái ông Ukraine này, cái ông mà tổng thống Ukraine này nó thuộc về cái dạng giống như một đứa con nít ranh để làm chính trị, không ai như ổng cả. Mà anh thắc mắc, tôi cũng thắc mắc giống như anh thì thôi, nhưng mà mình không trả lời được là bởi vì mình không phải là họ, anh hiểu không? Mà mình không thấy, không hiểu nổi luôn, mình không hiểu nổi là bởi vì, và tới bây giờ thì mình phải nói trắng ra một cái điều này là cái ông này, là ông tổng thống này là bất tài vô dụng, nói thẳng là như vậy, bất tài vô dụng, và đưa đất nước mình đến một cái bờ chiến tranh mà hầu như là đã vậy thôi, còn mời gọi tất cả những cái thế lực ngoại bang vào sâu xé chia sát, tức là dằn xéo đất nước mình đó. Cái điều đó mình thấy nó kỳ cục và mình không nói, mình thấy nó buồn cười. Và điểm thứ nhất, điểm thứ nhì nữa là coi như là mình nói các nước phương Tây đi, mình nói chung đi, thì hầu như là họ lợi dụng cái cơn này và họ thổi phồng lên anh, có nghĩa là nó không có đáng một cái gì cả. Mà bây giờ giống như anh nói vậy, anh em trong nhà đánh nhau thì mình có thể mình can ngăn, hoặc là mình có thể là mình làm cho nó dịu bớt tình hình xuống. Ngược lại ở đây là cung cấp thêm vũ khí, không biết cung cấp rồi xong tất cả những cái đưa tới cứ hở ra lợi dụng cái vấn đề đó là mà xâm phạm bất cứ một quốc gia có chủ quyền là tùm lum tà la trên đời. Nhưng mà họ không nghĩ lại, người Mỹ và người châu Âu khối NATO đã xâm lăng tất cả những đất nước, thí dụ như là tôi nói đơn cử, thí dụ như là Iraq rồi Libya rồi Syria này kia, nhưng mà tàn nhẫn hơn độ là họ giết luôn cả những người lãnh đạo đó, thì tôi thấy không có ai phản kháng cả, kể cả khối NATO rồi Liên Hiệp Quốc cũng im re, không có ai bất cứ gì cả. Và họ, anh nghĩ bây giờ tới ngày xưa anh nhớ tôi với anh ngày xưa mà cái mình đọc cái cuốn truyện mà coi như là một ngàn lễ một đêm không, ngàn lễ một đêm là gì, là nói chuyện về một cái thành phố Ba Tư, là tức là Iraq đó, nó đẹp huyền ảo đến nỗi mà phải viết ra những cái cuốn truyện mà 1001 đêm, thí dụ là vậy. Nhưng mà bây giờ anh thấy đó, Iraq á, một cục gạch nguyên kiếm không ra, nó tan nát cả một đất nước họ, mà tới bây giờ nội chiến triền biên tùm lum tà la như vậy mà họ bỏ mặt anh. Tôi thấy họ bỏ mặt, họ không có một cái gì cả. Và một cái nữa là vô lý hết sức để gây chiến tranh, không có lý do, nó tạo ra cái lý do để mà gây chiến tranh. Mà nó buồn cười, nó vô lý một cái kỳ cục vậy. Mà tôi thấy trên quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, có ai nói gì đâu, có ai nói là phản đối chiến tranh. Bộ Iraq ngày xưa không phải là một quốc gia có chủ quyền à? Có chủ quyền chứ sao không có. Kể cả Libya cũng vậy, Libya là ông Gaddafi chết á, người ta có chủ quyền mà, người ta đã đứng đầu một nước, người ta mà là một quốc gia mà. Không, nó quốc hết sạch bắt luôn, nó giết ổng luôn. Như vậy thì tôi thấy có ai đâu, có ai lên đâu. Rồi thấy là NATO thảm sát vấn đề coi như ở Nam Phi, đúng không? Rồi tan nát banh tan ông luôn. Thì ngày hôm qua đi nói là không hiểu như thế nào nữa, nhưng mà cái này thuộc dễ dạng giống mình nói một cách là gì, khi cái khối phương Tây mà gây chiến tranh đó, thì họ hùa nhau anh, đông lắm, cô hùa nhau đâu, nó giống như bây giờ của cha Ukraine, nghe nó 27 nước của khối NATO, còn chưa kể các nước khác ở ngoài nữa, nghĩa là hùa nhau sâu xé rồi. Nó buồn cười cho nó, em thấy nó còn có vẻ bất công. Và hình như là cái Liên Hiệp Quốc, cái hình như là để làm chơi chứ nó không là có tác dụng gì cả. Kể cả Việt Nam cũng vậy, ngày xưa anh biết khi mà Việt Nam mình tấn công qua bên Campuchia để mà giải phóng Pol Pot này kia, 20 mấy năm sau bắt đầu thì người ta mới gửi tới mời lời xin lỗi. Anh thấy kỳ cục không? Đó. Thành ra tôi thấy nó buồn cười ở cái chỗ là có cũng gì không có vậy à. Thà không có sướng hơn. Có đây là bức bình phong rồi vẽ qua vẽ lụa rồi chơi, thì chắc không có một cái gì gọi là có một cái thậm chí ở đây là nói gì thì nói. Ê, thằng Trung Quốc bị thằng Philippines thưa, anh nhớ cái vụ mà biển không, vụ bị biết không? Đủ thưa thì thưa, nó làm thì làm à, đủ bán. Có nghĩa là nó coi cái đó là vô giá trị,
anh thấy rõ ràng không? Khi có thành ra việc vì chỗ đó ra Việt Nam mình đâu có thèm làm mấy cái chuyện rùi bu vậy, rất buồn cười chứ. Thành ra tôi nói thiệt với anh, bây giờ thì cái xã hội bây giờ gì mà nói thì nói vậy thôi, chứ còn thực chất bây giờ thì tôi thấy là cái tình hình Ukraine bây giờ thì hầu như là người quân đội Nga nó áp đảo rồi nè, và đa số những cái thành phần những cái thành phần mà quân đội của Ukraine họ buông xuống đầu hàng mẹ rồi. Có nghĩa là bây giờ mới đọc tin là cả một cái lữ đoàn là mấy ngàn người đó nha, coi gần lữ đoàn là rất là lớn á, nhiều lắm á, rất là lớn á, mà họ bây giờ họ quy hàng, họ bỏ súng, họ đi qua theo với Nga luôn. Thế thì cái chế độ này nó sụp đổ tới nơi rồi nè. Bây giờ các nước phương Tây mà ùn bỏ vào thì nó có giống cái kiểu như là bỏ muối vào biển thôi, chứ không có là con mẹ gì cả. Tôi theo tôi suy luận là vậy đó, không biết anh ý anh sao, chứ còn theo tôi thấy từ tình hình viễn cảnh tương lai của Ukraine thì bây giờ nó đã tan nát rồi, nó tan nát rồi, nó thẳng là vậy. Ok anh.